Chào bạn, chợ quê ở Gò Vao, họp rất là sớm, 4 giờ mấy là mình đã bắt đầu ra bán rồi. Ra mình kiếm mua ít đồ Chắc tôi xin vô ngồi kế một anh tôi thấy này cô Tám bán mấy cái đồ đánh bắt được tươi này. Hai đứa mình có rồi. Cái chơi mà. Tôm rất là tươi. Cái này hàng tự, hàng tôm sông, hàng tự nhiên. Tôm tự nhiên đó anh. Dạ. Mày ăn ngon lắm là không có đuôi đâu. Dạ. Có trời nuôi. Trời nuôi. Trời nuôi. Không nuôi sao lớn à. Cái vụ đầu đó là nó sống tự nhiên không có chết. Mày thấy cá ngát cột cũng. Ngáp ngáp ngáp. Anh khỏi khỏi mua là nó xong là 7 6 ký 2 đúng luôn hồi nãy. Dạ. Cá ngát này. Nhiều ký. Ký 2 gram. 1 gram 20, 2 gram 4. Cái nhỏ nhiều. Nhảy qua đây nhảy một con này. Tôi không phải chuyện tiếp nghệ ghi của em bên nãy. Cho luôn. Bên đây cá ngát nó nhảy qua. Tiếp nghệ ký 100. Thiếu gì chăm. Chăm bán lũ nữa đó. Lâu rồi thì nó không có nên nửa ký lên nè. Dạ. 30 ngàn. 200 rưỡi. Ý 200. 27 lần. Ừ, tính lộn một chút lỗ của 8. Dạ. Ê, lựa cho con tép dưới đó đó để câu cá. Cho con 100 gram cá. 10 ngàn câu mệt rồi. Dạ, 10 ngàn. 10 ngàn là 100 gram. Cái con nhỏ nhỏ cua biển con. Có cá chốt không này? Kêu bằng con ghẹm. À, ghẹm á. Ở đây kêu. Ghẹm nhỏ. Ghẹm phải không? Giống, giống cua dạ. À, giống như dạ, giống ghẹ, ghẹ, ghẹ con. Có là con ghẹ con đó. Ờ. Ghẹ con nó cũng dài ghẹ đó. Ghẹ con ghẹ con. Dạ, ghẹ con. Ghẹm là cái hai cái này nó không có nhọn. Dạ. Cái này nó không có nhọn. Ghẹ. Con rạm. Nó lớn ăn. Có mà điểm nó vô đó. Yeah. Này có cá chốt nữa là. Chốt mà ngon lắm nè. Yeah. Còn mua ấy đen chút còn câu cá chốt thử thấy. Câu chốt kiếm ở đâu? Anh ở đâu? Dạ. Ở đâu lại đi? Con ở Sài Gòn xuống. Con của chị ba. Ở câu nó chừng cá nó ăn thiếu cái tức. Dạ đúng rồi, thà dư. Dư, dư mình ăn cũng được. Đám mình làm dư dễ. Dạ. Ừ, mua tép câu cá. Dạ không sao đâu, sao đâu. Tại cá này con cũng phải bỏ đông lạnh. Bỏ vô thùng đá. Dạ. Các bạn, mấy chị ở đây cũng vui. Chị nói nhớ quay chợ của chị nữa nè. À, chỗ này chị. À. Cái chợ tên rất là nghe cũng lạ lạ mà quê quê dạ. Cả cả mới lớn chị, các bạn. À. Chợ ruộng mà. À chợ cả mới chợ lớn. Quê này quầy hàng của chị quanh bán. Dạ. Chị thấy chị dọn hàng cũng sớm, khoảng 4 giờ. 3 giờ rưỡi là thức rồi. À 3 giờ rưỡi thức rồi, khoảng 4 giờ chị dọn hàng ra đây. Bạn có đi chợ cả mới lớn tới ủng hộ của chị quanh luôn. Ủng hộ giùm cái quầy thịt của Hoàng Cừu á. Hoàng Cừu. Quầy thịt của anh. Nãy mình chờ cho sáng mình quay chợ để cho bạn coi có thể tìm mua được. Cá luôn rồi, cái bạch tuộc, có con cá đuối nữa các bạn, cá dồ, đây rồi cá dồ, cá kê, cá rô, cá lóc, này bán tôm sông nhiều người mua. Cái con này không có cách nào chơi.
Đa số cá tôm ở đây là đánh bắt tự nhiên, cá sặc, cá chốt ở đây rất là nhiều. Đây cái đường vào chợ nữa mày. Này mới về đánh bắt cá đồng nữa. Về lên bán mua ít tôm mới về nè. Cho cả nhà gấp mẹ bọc vậy mà dính vô quay gấp bọc con rồi. Bây giờ tôm đánh bắt tự nhiên, tôm thiên nhiên của mấy người thả lưới rồi lên nè, cái một căng gì mình bán được đưa cho kiếm một bự quá. Cậu xuống lại coi cái tôm tự nhiên rất ngon không? Tôm thiên nhiên nó ngon hơn nhiều, chất lợi. Để mình mua cái này xong mình quay hết vòng chợ cho bạn coi. Bỏ nó đá vô rồi. Nhìn coi những tôm nhìn rất sớm. Đây có cá rô phi nữa bạn. Rô phi ở đây nước xạ hai, nước lợ nên thịt cũng rất là chắc. Cái rô phi xong ở trên mình. Mấy con miếng cá rô phi đúng rồi. To hơn bàn tay mình lắm. Mình sẵn tiện mình mua ít rập chuột nữa bạn. Rập ở nhà làm sẵn nè. Đó. Tại vì mình muốn mình mua bẫy chuột về để mình bẫy chuột mình làm mồi với bẫy rắn. Tại trong nhà hả? Dạ. Trên vòng vòng nhà con cũng còn mấy cái nuôi rắn gì. Trên đó thì cũng có rắn hổ, hổ hành, hổ đất chứ rắn hổ hèo đồ. Đây mình cũng có thể tìm thấy đủ loại rau củ quả, thịt cá nữa mà. Có cả đồ ăn sáng rồi nữa luôn. Dạ. Vì bán trầu cao mà gì có ăn trầu không? Không, dạ. Trầu cao không có ăn. Dì đang làm chú chiên nè các bạn. Dạ. Dì thứ mấy gì? Thứ 7. À dì 7 đang làm chú chiên. Bạn nào thèm chú chiên còn thấy chú chiên của dì 7 ở đây. Các bạn thấy chú chiên ở thành phố rất là ngắn ha, nhưng ở đây dì 7 chiên rất là dài. Chú chiên dì 7 to mà có 2.000 miếng rồi các bạn. Dạ. Dạ. Để mình coi dì 7 làm nha, chút mình cũng mua ủng hộ dì vài miếng chú chiên luôn. À. Dạ con ở Sài Gòn bà. Dạ con xuống nhà dì, Tuấn Anh nè. Dạ. Dạ. Cháu bà khóa. À ở đây biết hết nữa bạn. Mấy như mấy nhà. Bà con mình đây. Cháu ở với cha mẹ ở đây. Dạ. Qua mấy chị em về ăn ta nè. Bánh mì ơi. Đem vô luôn. Mẹ ăn ớt gì đi. Lấy nhiêu đi. Lấy một
Mà sao mấy trái? Cái này cũng lợi hai dì bảy sẽ để miếng chuối lên đây rắc bột lên xong dì bảy cho nó chạy xuống đó. Dì bảy lấy con 5 miếng nha dì bảy. Này đúng chất chợ quê ha bà ha, đồ đồng đồ quê tự làm bán. Ngồi lụp súp nè chứ không có sạp không có ấy là nhiều. Giờ ta sạp gì bảy mình dẫn các bạn thêm vòng chợ nữa. Mỗi gì có ít rau vậy bạn, chắc mình nghĩ ở trong nhà vừa nhà trồng rồi tự ra bán. Không có trái cây đủ loại. Dạ không, con hỏi, con nói cảm ơn gì. Dạ. Dạ, cho mấy gì ra nước ngoài luôn. Rau má vườn luôn nè. Ba đi mua gì vậy? Không đi bãi ăn sáng, cơm. Dạ. Cái này, rau này rau gì hả? Cái này rau xâm đất. À, xâm đất. Như lá ớt vậy bạn, xâm đất. Này để nấu canh hả? Nấu canh. Dạ. À nhúng lẩu với. Cảm ơn chị. Này của vườn ra bạn, mỗi thứ có chút xíu chút vậy. Cá lóc đồng chính hiệu nè. Đó, chợ nhỏ vậy thôi bạn, không có nhiều. Cá lóc đồng lươn đồng. Lương nó bán sao thấm. Muối sa mẹ chiên. Đúng rồi, nạo chả ngon lắm. Ủa mà thắt lát làm chả thường sách luôn. Bởi vì bạn. Cái thỏ sáng cũng ra chợ với ông nội nè. Cái thỏ con của Tuấn Anh. 30 viên kìa. Chứ thằng kia con bự dữ rồi. Kìa con bự đi học rồi. Con bự đâu vậy? Tại đâu vậy? Này cô ba nè, mẹ của Tuấn Anh nè. Cô cũng có bán gian hàng đủ thứ. Mấy cái rau này là tự mua về bào nữa bạn. Chuối, rau muống, bún, bánh mì, vịt, rồi ha. Mình sẽ dẫn các bạn đi ăn sáng ha. Có bánh cam nhìn thấy ngon. Ra khỏi chợ là cái cầu qua bên kia sông để ăn sáng. Trong chợ mấy bạn thấy cũng có bán đồ ăn sáng. Nhưng mà ở đây mình thấy bà con mình còn vứt rác xuống sông quá, không có bỏ rác vô thùng mà cứ vứt xuống sông. Đi Nam Du cũng vậy, rác ta cứ gom bịch là dục dưới biển. Mình bán gì ăn sáng chị? Cơm, cơm với bún riêu, hủ tiếu. Cho em cơm. Đây là cơm của mình, cơm sườn với trứng. Mời các bạn ăn cơm với mình nha. Á là đạo bún. Làm thêm tô mì nữa cho chúng ta.
Dễ về vậy nè. Ăn lẹ đi học đi con. Chuyện mắt bà nội. Ăn gì? Mình với chú ba cũng no rồi, hai chú cháu đi về. Mình xin kết thúc clip ở đây nha bạn.